ơi 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 cái gì cái gì cái gì cái, gì, cái gì, to 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 lên cái gì 20 triệu đồng á mini game trong group team friend ờ ok ok anh em ở đây có anh em nào chưa join group team friend chưa join ngay để tham gia mini game liên tục hàng tháng nhá hiện tại đang có mini game trị giá lên đến là 20 triệu đồng đấy ok chrome os có lẽ không phải là một sự lựa chọn về hệ điều hành mà anh em sẽ nghĩ đến khi được mua laptop đúng không Thậm chí nhiều anh em ở đây còn chưa biết Chrome OS nó là cái gì cơ và đây cũng là video đầu tiên trên channel ThinkView mà mình nói về Chrome OS Trong một tuần vừa qua thì mình đã cài Chrome OS lên chiếc máy này Thì mình rất là bất ngờ với nó Mình thấy rằng Chrome OS đang làm rất là tốt những cái tác vụ mà nó được sinh ra Thậm chí nó còn tốt hơn cả Windows, tốt hơn cả Mac OS nó cực kỳ sướng, nó tốt lắm anh em ạ. Nếu như các bạn chưa biết Chrome OS là gì, thì đây là một hệ điều hành được sinh ra bởi Google, được sinh ra với một mục tiêu duy nhất mà mình xin được trích lại như sau. Chrome OS cung cấp một công cụ điện toán đơn giản mượt mà và bảo mật cho những người dành chủ yếu thời gian trên trình duyệt web. Nghe hơi khó hiểu nhỉ? Để mình giải thích một cách dần dã hơn nhá. Đó chính là sử dụng Chrome OS. Bạn sẽ chẳng thể làm được gì ngoài lướt Chrome và lướt Chrome. Sau này thì Google đã bổ sung thêm khả năng chạy app Android và Linux thông qua máy ảo. Nhưng mà chúng cũng chỉ là một số những cái tính năng mà Chrome còn thiếu mà thôi. Ô, thế bây giờ cả một hệ điều hành chỉ chạy được mỗi Chrome, chỉ chạy được mỗi app mobile. Nghe tù túng nhở? Đó, chính là những cái suy nghĩ đầu tiên trước khi mình trải nghiệm Chrome OS và sau một tuần trải nghiệm thì mình thấy rằng nó cực kỳ đã. Mình sẽ chia sẻ công việc của mình nhé. Bình thường thì mình cũng dành khá nhiều thời gian cho trình duyệt các tác vụ văn phòng cơ bản như là gõ kịch bản này, soạn báo cáo này, thiết kế slide. Thì mình và cả anh em trong team View đều chuyển qua sử dụng bộ công cụ Google Suite trên nền web hết cả rồi. Vậy nên thì mình không phải lo lắng đến khoản này. Thứ khiến cho mình lo lắng hơn cả đó chính là những cái tác vụ liên quan đến phần mềm chuyên nghiệp Ví dụ như là edit ảnh bằng Photoshop, Lightroom hay là làm video bằng Premiere, Final Cut Và thực sự thì tuần ban đầu mình đã sẵn sàng cho một tâm lý là sẽ bị xếp long phàn nàn về việc là chậm tiến độ rồi đấy Tuy nhiên là sau một tuần công việc của mình vẫn diễn ra một cách rất là trơn tru và mình thực sự rất là ngạc nhiên đấy Mình không ngờ rằng những cái ứng dụng chạy nền web và ứng dụng di động nó đã mạnh mẽ đến như thế nào rồi Ví dụ như là khi mình viết bài nhé Mọi công cụ từ tìm kiếm thông tin, viết bài cho đến lên lịch quay dựng đều được xử lý trên Chrome qua nền web hết Còn quay dựng hậu kỳ thì thinh viên chuyển hết qua iMac rồi thì đó cũng không phải là nhiệm vụ của mình Tương tự với việc quản lý fanpage và Instagram Thì từ hôm mình chuyển sang Chrome OS thì ngoài Google cổ đốc vốn dĩ để dùng viết bài ra Thì mình đã chuyển sang Figma để design template Còn chỉnh ảnh thì combo Snapseed và Lightroom Mobile là số 1 rồi Thậm chí mình còn thích những cái ứng dụng này hơn cả AI, Photoshop và Lightroom truyền thống cơ Bởi vì chúng quá là dễ dùng Còn cuối tháng phải thống kê kết quả số liệu thì vẫn cứ là Google Sheet mà thẳng tiến thôi Nói chung thì bây giờ các ứng dụng nền web dùng thực sự sướng và nó mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất là nhiều Và không chỉ công việc của mình được hoàn thành đâu nha Mà chúng còn được diễn ra một cách rất là trơn tru và mạnh mẽ nữa cơ từ nãy giờ thì anh em nhìn chiếc máy này Nó lướt vài chục tab Chrome Vừa tìm kiếm thông tin để viết bài Bật Telegram để chat chít Xong còn bật Spotify để nghe nhạc nữa Để mình tiết lộ cho anh em nhé Con máy này này nó chạy Core i5 thế thứ tư 6GB RAM và ổ SD SATA rất là bình thường Thậm chí có thể nói là yếu Trước đây thì mình sử dụng Windows trên chiếc máy này Bật Chrome lên là nó đã giật đơ lên rồi Và đây chính là ưu điểm rất là lớn của Chrome OS Nó ăn đứt cả Windows lẫn Mac OS nó chạy mượt trên tất cả những cái cấu hình cực kỳ yếu, cực kỳ rẻ luôn. Và nếu như bạn chưa tin nhá, thì bây giờ mình sẽ điểm qua một vài những cái mẫu Chromebook đã được bán rất chạy trên Amazon của năm 2020 này. Ví dụ như ở chiếc Acer Chromebook 314 này chạy chip Intel Celeron N4000, 4 GB RAM và 64 GB MMC, một cấu hình cực kỳ yếu, thậm chí nó còn trả đủ để cài Windows ấy chứ thế mà nó vẫn được đánh giá 4.3 sao với không một lời phàn nàn gì về tốc độ của chúng. Chưa hết nhá, vì không phải là dành quá nhiều chi phí cho cấu hình mà chiếc Acer Chromebook 314 này nó cũng được trang bị hẳn màn hình Full HD, checkpad phủ kính cùng với dung lượng pin lên đến là 10 tiếng với mức giá chỉ tầm 300 đô tính ra còn chưa đến 7 triệu Việt Nam. Đã thế nên những bạn mua Chromebook hoàn chính hãng thì các bạn còn được tặng thêm cả 100 GB Google Drive cùng rất là nhiều những khuyến mãi khủng nữa. Và chính bởi dễ dùng và mức giá hợp lý thế nên thì Chromebook được rất là ưu tiên trong môi trường giáo dục. Ở Mỹ thì học sinh dùng Chromebook nhiều lắm, dễ hiểu mà, dễ dùng này, giá hợp lý này, an toàn, tính bảo mật mà sử dụng lướt web thôi thì cũng không lo là học sinh chơi bời game gủng các thứ đúng không? Ngoài ra thì mình cũng rất là ấn tượng với cả giao diện của Chrome OS Nhìn cứ như là phiên bản desktop của Android thuần vậy Các bạn nhìn xem từ cách đóng mở lan trợ ứng dụng này, giao diện setting này, cho đến thanh control center này, cách gọi trợ lý ảo này, đều như là một phiên bản Android được phóng to lên vậy. Nó đơn giản, dễ dùng và nhẹ nhàng. Nó không phức tạp như là Windows. Google cũng trang bị cho Chrome OS tính năng mở khóa Chromebook bằng smartphone, tự động phát 4G từ điện thoại khi mất mạng này. Tiếc là mình đã không sử dụng được tính năng phát 4G này. Thực ra để so với hệ sinh thái của Apple thì mình thấy rằng những cái tính năng này nó vẫn còn khá là hạn chế. Nhưng mà có còn hơn không đúng không? Tất nhiên rằng việc chạy Chrome OS thì nó cũng có những cái hạn chế riêng của nó. Ví dụ như là khi mình edit ảnh nhá, ông chụp ảnh mà quên không chuyển sang định dạng PNG hay là JPEG, cứ gửi dạng file CR3 độc quyền của Canon là chịu chết. Hay là như việc bàn phím mà checkpad đi, layout bàn phím thì nó cũng sẽ hơi khác một chút so với layout của Windows. Checkpad thì các thao tác ba ngón cũng không dùng được. Ngoài ra thì mình cũng rất là nhớ việc có thể chụp ảnh màn hình nhanh và edit nhanh ảnh chụp ảnh màn hình bằng snipping tool. Thao tác kéo thả ảnh nhanh như là Windows cũng không có và ngay cả bản thân việc không sử dụng được app Windows cũng là một hạn chế rất là lớn của nó rồi. Nói chung thì hạn chế đến đâu, hạn chế như thế nào thì nó tùy thuộc vào nhu cầu công việc của mỗi người thôi. Nó như là việc các bạn sử dụng iPad OS để làm việc vậy. Mỗi tội là bây giờ các bạn sẽ không phải bỏ ra 300 đô để mua thêm cái bàn phím gắn rời checkpad thôi. Và đó chính là những suy nghĩ của mình về Chrome OS, một hệ điều hành gọn nhẹ dễ dùng, chạy mượt trên cả những cái cấu hình rất rất là yếu dù nó còn rất là nhiều những cái hạn chế của mình và chắc chắn rằng sau một tuần này mình sẽ lại chuyển sang laptop Windows và Mac OS để làm việc thôi chứ dùng này chịu nhưng mà sau một tuần thì nó cũng đã dạy cho mình một bài học đó chính là các app trên nền web cũng như là app trên mobile nó đã mạnh mẽ đến như nào rồi biết đâu trong tương lai mình có thể edit video file red trên Chrome cũng nên đấy chứ Ai mà biết trước được điều gì đâu đúng không Ok, các bạn nghĩ sao về Chrome OS Ở đây, những anh em nào đã trải nghiệm Chrome OS chưa Nếu chưa, hãy cài về trải nghiệm nhá và comment phía bên dưới những cái suy nghĩ và cảm nhận của bạn còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại